Xin chào các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình Tin học lớp 3. Thầy là Hồng Hà. Rất vui khi được gặp lại các em trong buổi học ngày hôm nay. Ở bài học trước, các em đã biết sắp xếp là để dễ tìm. Muốn tìm được đồ vật hay dữ liệu, em cần biết cách chúng được sắp xếp như thế nào. Vậy, làm sao để chúng ta biểu diễn cách mình đã sắp xếp nhỉ? Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về sơ đồ hình cây để biểu diễn cách sắp xếp, phân loại và cách máy tính tổ chức, lưu trữ thông tin xem có giống với cách chúng ta xếp đồ vật, dữ liệu hay không các em nhé. Trước khi vào bài học, các em hãy chuẩn bị đầy đủ giấy và bút để buổi học được hiệu quả nào. Để bắt đầu buổi học, các em hãy cùng quan sát hình ảnh về giá để đồ chơi của bạn anh Quân sau đây. Các em hãy chú ý quan sát thật kỹ nhé. Các em có thể thấy giá để đồ chơi của bạn anh Quân có 3 ngăn. Ngăn thứ nhất là các mẫu ô tô, ngăn thứ hai là các mẫu máy bay và ngăn thứ ba là bạn để các đồ chơi còn lại. Để mô tả cách sắp xếp giá đồ chơi của mình, bạn anh Quân vẽ sơ đồ như hình sau. Bạn Thanh Bình xem sơ đồ của anh Quân vẽ và nói: "Tớ có cách biểu diễn khác đấy." Em hãy cùng quan sát sơ đồ bạn Thanh Bình vẽ nhé. Sơ đồ mà hai bạn đã vẽ được gọi là sơ đồ hình cây. Đây là loại sơ đồ đơn giản, dễ sử dụng. Sơ đồ hình cây bắt đầu với một gốc rồi phân thành các nhánh. Mỗi nhánh lại phân thành các nhánh con hoặc lá. Hình 1 được gọi là dạng ngang, hình 2 được gọi là dạng dọc của sơ đồ hình cây. Quan sát lại sơ đồ hình cây của bạn anh Quân một lần nữa, em có thể thấy gốc ở đây là giá để đồ chơi với 3 nhánh là ô tô, máy bay và đồ chơi khác. Trong sơ đồ này, bạn anh Quân không vẽ nhánh con. Vậy, nếu như muốn lấy đồ chơi là ô tô cứu hỏa, bạn anh Quân phải tìm trong ngăn ô tô nhé các em. Qua tình huống vừa rồi, các em thấy với mỗi cách sắp xếp phân loại đồ vật, có thể dùng một sơ đồ hình cây để mô tả cách sắp xếp phân loại các đồ vật đó. Các em thân mến, để hiểu rõ hơn về kiến thức của buổi học ngày hôm nay, chúng mình cùng đến với một cuộc thi nhỏ giữa ba bạn học sinh nhé. Cùng làm quen với ba bạn ấy nào. Xin chào các bạn, mình tên là Đậu Bảo Oanh và hiện giờ mình đang học ở trường tiểu học Nguyễn Du. Xin chào các bạn, mình tên là Nghiêm Thanh Huyền, mình đến từ trường tiểu học Ngọc Liệp. Xin chào các bạn, mình tên là Duy Minh, mình đến từ trường tiểu học Hoàng Mai. Và các bạn hãy tự tin trả lời theo đúng suy nghĩ của mình nhé. Đừng sợ đúng sai, cứ đưa ra quan điểm của mình là được. Nào, hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Sơ đồ nào sau đây không phải là sơ đồ hình cây? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Thầy, em nghĩ là đáp án B vì nó không giống một cái cây ạ. Em nghĩ là đáp án A và đáp án C sẽ giống hơn ạ. Em chọn đáp án B vì ở sơ đồ B không có gốc mà các ý được nối liền với nhau thành một vòng tròn chứ không chia nhánh ạ. Em chọn đáp án B ạ vì nhìn vào hình ảnh đây không phải là sơ đồ hình cây. Còn hình A, hình C mới là sơ đồ hình cây ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Thầy có lời khen dành cho bạn nào đã trả lời đúng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Em hãy biểu diễn cách sắp xếp giá sách thành sơ đồ hình cây theo thông tin gợi ý trong bảng sau. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Thầy, đây là sơ đồ hình cây của em. Sơ đồ của em có thư mục gốc là giá sách của em. Thư mục gốc có hai thư mục con là truyện thơ và sách vở. Trong thư mục con truyện thơ, chiều được chia ra thành ba nhánh là truyện cổ tích, thơ học trò và truyện tranh. Còn thư mục con sách vở được chia ra thành hai nhánh là sách giáo khoa và vở viết.
em đã vẽ xong sơ đồ có gốc là giá sách của em. Đây là dành hai thư mục là truyện thơ và sách vở. Trong thư mục truyện thơ được em chia thành ba nhánh nhỏ, đó là thơ học trò, truyện cổ tích và truyện tranh. Trong thư mục sách vở em chia thành hai nhánh nhỏ là sách giáo khoa và vở viết. Em thưa thầy, em đã vẽ xong sơ đồ hình cây dạng rộng, cũng có gốc là giá sách của em và có hai thư mục con, truyện thơ và sách vở. Ở trong thư mục truyện thơ thì cũng có ba nhánh là truyện tranh, truyện cổ tích và thơ học trò. Còn ở trong thư mục sách vở thì có hai nhánh, đó chính là sách giáo khoa và vở viết. Đáp án của chúng ta là giá sách của em là gốc. Nhánh thứ nhất là truyện thơ, bao gồm các nhánh con, thơ học trò, truyện cổ tích, truyện tranh. Nhánh thứ hai là sách vở, bao gồm các nhánh con, sách giáo khoa, vở viết. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Bạn Minh có tủ quần áo như hình dưới đây. Em hãy giúp Minh mô tả cách sắp xếp quần áo trong tủ bằng sơ đồ hình cây nhé. Mỗi bạn sẽ có thời gian là 1 phút để vẽ sơ đồ này ra giấy. Thời gian bắt đầu. Vẽ xong sơ đồ hình cây có gốc là tủ quần áo và gồm có 3 nhánh. Nhánh thứ nhất là đồ mặc đi học, nhánh số 2 là đồ mặc chơi thể thao và nhánh cuối cùng là đồ mặc mùa đông. Em thưa thầy, em đã vẽ xong sơ đồ tủ quần áo của bạn Minh. Thư mục gốc là tủ quần áo được chia ra thành 3 nhánh. Nhánh thứ nhất là quần áo đi học, nhánh thứ hai là quần áo thể thao và nhánh cuối là quần áo mùa đông. Đáp án của chúng ta là tủ quần áo là gốc, quần áo đi học là nhánh thứ nhất, quần áo thể thao là nhánh thứ hai, quần áo ấm là nhánh thứ ba. Trong câu hỏi số 3, thầy có thêm phần mở rộng sau đây. Em có thể biểu diễn bằng sơ đồ hình cây dạng dọc hay dạng ngang. Và nếu trong tủ quần áo đi học, bạn lại chia thành áo sơ mi và quần dài, còn tủ quần áo thể thao, bạn chia thành áo phông và quần sóc, thì sơ đồ hình cây bạn phải vẽ thêm như thế nào nhỉ? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Xong vào sơ đồ. Ở trong nhánh thứ nhất, đồ mặc đi học, em đã thêm hai nhánh nhỏ, áo sơ mi và quần dài. Còn trong nhánh số 2, đồ mặc chơi thể thao, em đã thêm hai nhánh nhỏ, áo phông và quần short. Em thưa thầy, em đã hoàn thiện sơ đồ tủ quần áo của bạn Minh. Trong nhánh thứ nhất, quần áo đi học, em đã chia thêm ra hai nhánh nhỏ là áo sơ mi và quần dài. Và trong nhánh thứ hai, quần áo thể thao, em đã chia thêm hai nhánh nhỏ là áo phông và quần sóc. Phần vẽ thêm bao gồm tủ quần áo là gốc, nhánh thứ nhất, quần áo đi học, sẽ gồm các nhánh con, áo sơ mi và quần dài. Nhánh thứ hai, quần áo thể thao, gồm các nhánh con, áo phông, quần sóc. Nhánh thứ 3, quần áo ấm. Thầy có lời khen dành cho 3 bạn đã tham gia trả lời các câu hỏi nhé. Và các bạn đang xem chương trình ơi, thầy sẽ phân tích lại các câu hỏi vừa rồi để chúng mình cùng nắm được kiến thức của buổi học ngày hôm nay nhé. Trong câu hỏi số 1, phương án A là sơ đồ hình cây dạng dọc, phương án C là sơ đồ hình cây dạng ngang, chỉ có phương án B không phải là sơ đồ hình cây.
Câu hỏi số 2, các em có thể biểu diễn bằng sơ đồ hình cây dạng ngang hay dạng dọc. Khác với sơ đồ giá sách của bạn Anh Quân, ở sơ đồ này, ngoài hai nhánh truyện, thơ và sách vở thì còn có các nhánh con. Bên nhánh truyện, thơ có 3 nhánh con là thơ học trò, truyện cổ tích và truyện tranh. Bên nhánh sách vở có 2 nhánh con là sách giáo khoa và vở viết. Như vậy, các em có thể dùng sơ đồ hình cây có rất nhiều cấp. Tương tự như câu hỏi số 2, ở câu hỏi số 3, các em thấy sơ đồ hình cây biểu diễn tủ quần áo của bạn Minh cũng có nhiều cấp. Điều này thể hiện sự phân loại rất chi tiết và giúp việc tìm kiếm nhanh chóng hơn rất nhiều các em ạ. Các em thấy sơ đồ hình cây giúp các em biểu diễn cách sắp xếp phân loại, bắt đầu từ gốc rồi phân thành các nhánh. Mỗi nhánh lại phân thành các nhánh con hoặc lá. Và sơ đồ hình cây có hai dạng, dọc và ngang. Hai dạng này là tương đương nhau. Các em đã biết việc sử dụng sơ đồ hình cây sẽ giúp em biểu diễn cách sắp xếp phân loại để dễ nhìn, dễ tìm. Vậy, thông tin trong máy tính có được sắp xếp không nhỉ? Và sơ đồ hình cây có được sử dụng để biểu diễn cách máy tính sắp xếp thông tin không? Và các em hãy cùng thầy tìm hiểu nhé. Các em hãy quan sát màn hình nền trong hình sau. Thầy có thể phân chia các biểu tượng thành 3 nhóm. Nhóm 1 là biểu tượng ZPC và Recycle Bin. Nhóm 2 là bao gồm các biểu tượng hình kẹp giấy màu vàng có tên viết không dấu là toán, khoa học và tiếng Việt. Nhóm 3 sẽ là các biểu tượng còn lại có hình và tên viết không dấu bao gồm bài tập dự án.ppt, kế hoạch học tập.docx, thời khóa biểu.pdf và ảnh.jpg. Các biểu tượng trong nhóm 3 là biểu tượng của tệp. Thông tin trong máy tính được lưu trữ thành các tệp, tệp văn bản, tệp hình ảnh, tệp video. Mỗi tệp đều có tên và biểu tượng. Các biểu tượng trong nhóm 2 là biểu tượng của thư mục. Các tệp được sắp xếp trong các thư mục để dễ quản lý và tìm kiếm, giống như việc chúng ta sắp xếp các cuốn sách vào các ngăn. Mỗi thư mục có tên riêng và biểu tượng của thư mục thường là hình kẹp giấy. Một thư mục có thể chứa các thư mục khác, gọi là các thư mục con. Các thư mục con trong cùng một thư mục không được trùng tên. Khi chúng ta nháy đúp chuột vào biểu tượng ZPC, sẽ xuất hiện màn hình làm việc của phần mềm quản lý tệp như trong hình sau đây. Trong máy tính, thư mục giống như các ngăn của giá sách, còn các tệp văn bản, hình ảnh, âm thanh và video giống như các quyển sách. Các em hãy quan sát trên các hình ảnh sau đây. Có các ổ đĩa C, D, E. Các ổ đĩa được gọi là thư mục gốc. Giải trí, học tập, khám phá là các thư mục. Trong thư mục giải trí lại có 3 thư mục con là ảnh, nhạc và video. Cùng với 2 tệp là hạt gạo làng ta.docx và tìm hiểu clipart.pptx. Việc tổ chức, lưu trữ thông tin trong máy tính cũng được biểu diễn dưới dạng sơ đồ hình cây, dạng dọc như các ví dụ sau đây. Cây thư mục biểu thị một cách sắp xếp phân loại khi lưu trữ các tệp và thư mục. Trong máy tính, sơ đồ hình cây thư mục ở dạng dọc. Các em cùng lắng nghe câu hỏi sau đây nhé. Câu nào sau đây là sai? A. Một ổ đĩa có thể chứa nhiều thư mục. B. Một thư mục có thể chứa nhiều tệp và thư mục con. C. Thư mục có thể chứa nhiều thư mục con cùng tên. Hay D. Có thể có 2 tệp cùng tên nằm ở 2 thư mục khác nhau. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Em nghĩ đáp án A là đúng vì một ổ đĩa có thể chứa nhiều thư mục khác nhau, chỉ cần chúng không cùng tên là được ạ. Em nghĩ đáp án B là đúng vì một thư mục có thể chứa nhiều tệp khác nhau như là tệp hình ảnh, tệp tài liệu văn bản, tệp video và những thư mục con ạ.
Em thưa thầy, em thấy ý C sai vì thư mục không thể chứa nhiều thư mục con cùng tên. Em thưa thầy, em chọn đáp án C là sai vì một thư mục có thể chứa nhiều thư mục con nhưng phải khác tên ạ. Em nghĩ đáp án D là đúng vì nếu hai tệp nằm ở hai thư mục khác nhau thì việc trùng tên không ảnh hưởng và vẫn dễ tìm ạ. Đáp án của chúng ta là phương án C, thư mục có thể chứa nhiều thư mục con cùng tên. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Trong hình ảnh sau đây, ổ đĩa tên là gì? Thư mục truyện tranh chứa tệp và thư mục nào? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Thưa thầy, em nhìn thấy trong hình ảnh có ổ đĩa đây, bên trong có thư mục truyện tranh. Trong thư mục truyện tranh có một tệp ảnh và ba thư mục con, đó là Doraemon, Conan với Trạng Quỳnh. Em thưa thầy, em thấy trên hình ảnh có ổ đĩa tên là D và thư mục truyện tranh chứa thư mục Doraemon, Conan, Trạng Quỳnh và tệp ảnh. Em thưa thầy, nhìn vào hình ảnh, em thấy ổ đĩa có tên là ổ đĩa D. Và trong thư mục truyện tranh có 3 thư mục con, tên là Doraemon, Conan và Trạng Quỳnh. Với một tệp là ảnh. Đáp án của chúng ta là ổ đĩa tên là D. Thư mục truyện tranh chứa tệp ảnh .jpg và 3 thư mục con là Doraemon, Conan và Trạng Quỳnh. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Quan sát hình sau đây. Em hãy vẽ cây thư mục của thư mục giải trí bằng sơ đồ hình cây nhé. Muốn tìm ảnh phong cảnh, em cần tìm như thế nào? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Thầy, em đã vẽ xong sơ đồ hình cây. Thư mục gốc của em là giải trí. Thư mục gốc gồm 3 thư mục con, đó là ảnh, nhạc và video. Trong thư mục con ảnh, em chia ra thành 3 nhánh là động vật, hoa và phong cảnh. Em thưa thầy, em đã vẽ xong sơ đồ hình cây có gốc là giải trí và gồm có 3 nhánh. Nhánh thứ nhất ảnh, nhánh số 2 nhạc, nhánh số 3 video. Trong nhánh thứ nhất ảnh thì có 3 nhánh. Nhánh thứ nhất động vật, nhánh số 2 hoa, nhánh số 3 phong cảnh. Em thưa thầy, dựa vào sơ đồ đã vẽ, muốn tìm ảnh phong cảnh, đầu tiên em cần mở thư mục giải trí, sau đó mở thư mục ảnh, rồi cuối cùng em mở thư mục phong cảnh để tìm bức tranh phong cảnh mà em cần. Em thưa thầy, dựa trên cây thư mục em muốn tìm ảnh phong cảnh, em phải tra từ thư mục giải trí đến thư mục ảnh và mở thư mục phong cảnh để tìm. Đáp án của thầy là cây thư mục của thư mục giải trí được vẽ như sau. Giải trí là gốc. Nhánh thứ nhất là ảnh, gồm các nhánh con, động vật, hoa, phong cảnh. Nhánh thứ hai là nhạc và nhánh thứ ba là video. Muốn tìm ảnh phong cảnh, em cần bắt đầu từ thư mục giải trí, sau đó vào thư mục ảnh, cuối cùng là mở thư mục phong cảnh để tìm. Thầy khen ba bạn đã tham gia trả lời các câu hỏi nhé. Và các bạn đang xem chương trình ơi, thầy sẽ phân tích lại các câu hỏi vừa rồi để chúng mình cùng nắm được kiến thức của buổi học ngày hôm nay nhé. Trong câu hỏi số 1, chúng ta cùng phân tích từng phương án trả lời. Phương án A, một ổ đĩa có thể chứa nhiều thư mục. Đây là phát biểu đúng, vì ổ đĩa chính là thư mục gốc ở trong máy tính. Các em đã biết thư mục
có thể chứa nhiều thư mục con. Ngoài ra, thư mục có thể chứa nhiều tệp. Do đó, phương án B cũng chính là một phát biểu chính xác. Trong một thư mục thì không thể có hai thư mục con cùng tên. Tuy nhiên, các em có thể tạo các tệp cùng tên nằm ở hai thư mục khác nhau đấy. Các em sẽ được thử tạo các thư mục và tệp để kiểm tra điều này ở bài học sau nhé. Trong câu hỏi số 2, ổ đĩa ở đây tên là ổ đĩa D. Trong máy tính của các em, có thể có nhiều ổ đĩa được đặt tên là C, D, E. Cũng có máy tính thì ít ổ đĩa hơn và có máy tính thì nhiều ổ đĩa hơn các em ạ. Điều này phụ thuộc vào người sử dụng máy tính muốn tổ chức, lưu giữ thông tin như thế nào. Theo như sơ đồ hình cây của ổ đĩa này, các em thấy trong thư mục truyện tranh có các thư mục Doraemon, Conan, Trạng Quỳnh và tệp tin ảnh .jpg. Chúng ta phân biệt được các thư mục và tệp tin là thông qua biểu tượng phải không nào? Thư mục thì có biểu tượng kẹp giấy màu vàng, còn tệp tin có biểu tượng theo chương trình mở nó. Câu hỏi số 2, các em đã thấy sơ đồ hình cây thư mục ở dạng dọc. Trong câu hỏi số 3, các em cần biểu diễn sơ đồ hình cây thư mục ở dạng ngang. Các bạn đang xem truyền hình, thấy vẽ cây thư mục ở dạng nào dễ hơn nào? Ở bài học trước, chúng ta thường biểu diễn sơ đồ hình cây khi sắp xếp, phân loại theo dạng ngang. Còn cây thư mục ở dạng dọc để giúp em nhìn theo cách máy tính hiển thị đấy. Như vậy, thông qua một vài ví dụ, các em đã biết máy tính tổ chức thông tin thông qua ổ đĩa, thư mục và tệp theo sơ đồ hình cây ở dạng dọc. Để tìm được đồ vật dễ dàng, nhanh chóng, em cần biết đồ vật đó đã được sắp xếp như thế nào. Có thể biểu diễn cách sắp xếp phân loại bằng một sơ đồ hình cây. Trong máy tính, thông tin được chứa trong các tệp. Thư mục có thể chứa tệp và các thư mục con khác. Ổ đĩa cũng là một thư mục, còn gọi là thư mục gốc. Cấu trúc cây của một thư mục cho biết nó chứa những tệp nào, những thư mục nào. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em nhé!